Xin chào cả nhà và các bạn đến hẹn lại lên nha. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Giấc sáng thì mình bị bận cho nên chiều nay mình còn một chút thời gian để đi câu, để review video cho các bạn xem nha. Hôm nay Thu Dương sẽ đi tàu câu với anh Đức. Bây giờ mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương với anh Đức đi câu tàu ngày hôm nay, coi có được dính cá gì không nha các bạn. Đây mời cả nhà các bạn cùng đồng hành với Thu Dương nha. Bây giờ chúng ta đi. Chào các bạn, mình là Đức, hôm nay đi câu tàu nha các bạn. Bây giờ chiếc tàu của mình đến đây. Cái đó bây giờ gì đang điện view anh thôi chứ gì đâu. Đó, bây giờ để đồ trên này nha các bạn. Hôm nay mình đi câu tàu với anh Đức. Đi câu tàu nhím đất đó các bạn. Cái vớt này kiểu này là vớt sao cũng cá. Vớt được. Vớt ngắn được á? Được. Bùng này của anh nè phải không? Bạn thấy không, bữa nay mình đi câu tàu với anh Đức, phải đem đồ để hơi lạnh. Không biết ở đâu, bây giờ anh chuẩn bị xuống tàu. Có dây nắm không anh Đức? Có, bỏ để đây đi, quần áo để hơi lạnh đó. Còn gì nữa không? Nóng à. À, các bạn thấy anh Đức bây giờ anh sẽ lui anh xuống tàu coi anh xuống mấy lượt mới tới xuống nước nha các bạn. Rồi giờ chuẩn bị để tính ra tàu xuống nha các bạn. Ok, good. Keep going. Có gì mình lỗi đó các bạn. Hả? Tụi rung hả? Máy tôi cho ta mà còn đòi gì? Đó, cái chỗ nước láng láng đó, thấy không? Chạy vòng không? Ừ. Con chạy vòng rồi chạy. Vòng rồi nha. Rồi làm qua nha. Bay luôn nha. Chạy nóng máy. Rồi, chạy đi. Nước nào nước xuôi nước lưỡi đó. Đó, mình câu là câu chỗ này đó. Chỗ cái láng này đó. Đừng có cập bờ nha, chỗ đó nó có cái khích ra. Ở chỗ này nó có cái cột. Có cái cột chỗ này. Wow, nó ghê vậy. Đó, cá nó cắn chỗ này đó. Wow. Đừng chạy qua Mỹ được hả? Hả? Chạy qua kia được không? Không, qua Mỹ chi. Nhưng mà được không? Tới đây được rồi. Cái này là chỗ nước xanh nè. Thì đã không các bạn? Tiêm trời mây ơi. Chuyện bay nón thôi. Nón bay, nón, à. Nón bay rồi là thua luôn. Đang dập lên nón máy. Có
hôm nay review cho các bạn tàu chạy. Wow, đã không các bạn? Chỉ vậy thôi là cũng đủ rồi các bạn. Chạy vậy xong rồi chạy trở lại lên tàu về đó các bạn. Con nhận đột kinh luôn á. Nó câu bít cò là con chó này nè. Thôi giờ quay về. Ok. Rồi giờ quay trở lại câu nha các bạn. Tự máy nhiều đây đó. Ồ. Chưa tới mùa bắt cho nên mình không có bắt được các bạn. Con này cũng cỡ à, đây mà cũng cá bát nữa các bạn. Các bạn chơi kỳ quá. Mới nhảy xuống là nó bật liền á, lẽ thiệt. Mới vừa ảnh ra vừa nó cắn rồi. Kìa. Quá.
có boss rồi các bạn. Wow, tại vì chưa tới mùa nha các bạn, tới mùa cái này mình mới bắt được. Tới tháng 7 luôn nha các bạn. Tháng 7 nó đi mất tiêu rồi các bạn. Thải vậy các bạn. Ừ, thằng trong bờ ra dính rồi đó. Vô rồi đó các bạn. Vô rồi các bạn. Wow, đảo quá. Cười cái coi. Hả? Cái gì? Thiệt không? Các bạn. Khởi đi, cũng có cảm giác. Mưa có anh. Ừ. Trà bá lửa luôn. Các bạn thấy không? Các bass kìa các bạn. Tới mùa đi mà mày biết thân với tao. Quá bự luôn. 3-4 phao trở lên nữa. Wow. Wow. Oh man, nữa nè. Các bạn thấy không? Nhớ đưa rồi lên được chụp hình rồi coi. Phải chụp hình chứ đưa cái phone đây. Các bạn người quá quá. Hả? Wow. Thấy kiềm không? Có kiềm cháu. Thấy không? Thấy đường không? Đó, cái lưỡi nằm trong. Đó. Dỡ lên cầm ngang rồi lên coi. Wow, các bạn thấy không? Quá chừng cả bát luôn. Mấy phao? 4 phao không? Cỡ vào 4 phao. Ở đó. Cắn dây mà giờ không dính. Ủa cắn đẹp quá. Wow. Ồ cắn mạnh gít cái đầu câu xuống nhưng mà giờ không dính đâu. Wow. Cá mép bên này nè anh. Mép này nè. Wow cắn dây mà giờ không dính. Cắn mà gít cái đầu luôn. Ghê. Mình giật hơi chậm. Uổng ơi là uổng. Năng mép này nè. Năng này đó. Ờ lúc mà mình giật nó không có sóc vô á. Vòng vòng hà, nó cũng vậy vòng vòng chỗ này thôi. Rồi là chết à. Yêu cầu là có nó thôi là nhữ rồi là cắn à.
vô rồi cả nhà ơi, vô rồi cả nhà ơi. Yeah, you see us? Yeah, you see us? La, các bạn thấy chưa? Các bạn ơi, vô rồi. Các bạn ơi, vô rồi các bạn ơi. Kiểu chạy này là cái gì đây? Cái bít cò là cái chắc rồi. Kìa, nó dở cái bít cò nè. Thấy chưa? Xí các bạn. Wow. Nhưng mà 3-4 phao mà cái này là ngon rồi. Xí. Các bạn ơi, nó bít cò rồi. Đây. Các bạn ơi, có cá. Thấy chưa các bạn? Đây. Đây nè các bạn ơi. Nè, con đi. Thấy chưa? Nó có cá mà. Ở có hết nó tôi về luôn. Rồi luôn. Nè, ở ngoài móc vô, nó chưa hả miệng ra. Đó. Cái này cái mắt là phải bài á. Cháu ấy vô miệng luôn. Ừ. Bài á. Bài nè, anh Đức nè. Bài anh Đức ha. Bài bữa nay được có 3 cá bát với 1 cá bít cồ thôi các bạn. Bây giờ hẹn các bạn ngày khác nha. Bây giờ bye bye các bạn.